Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đánh bại toàn bộ boss trong 5 phút nhưng tất cả các chỉ số sức mạnh hoàn toàn là ngẫu nhiên từ level 1 đến 2550. Và để thử thách này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết thì tôi chỉ có một mạng để sinh tồn và đồng nghĩa với việc nếu như mà tôi ẵng thì video này sẽ kết thúc. Và sau đó tôi sẽ phải mất một trái Kitsune vĩnh viễn cho bạn may mắn đã like và đăng ký kênh của tôi ngay lúc này. Ok, thì nhà tài trợ của video ngày hôm nay là Universal Club, nơi mà các bạn muốn sở hữu con ác, game pass như là cây thuê siêu tóc. Yeah, thì link mình sẽ ghi ở phía dưới phần bình luận nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Let's go. Rồi, để xem trái quỷ nào sẽ đối đầu với cái con boss vua khỉ nha. Rồi, trái gì đây? Yes, Falcon. Yeah, tôi nghĩ trái Falcon nó lỏ như thế này nó sẽ phù hợp với cái con boss lỏ nhất. Tiếp theo chúng ta đến với phần random, cái chỉ số này để xem số bao nhiêu. 1039. Ui, ngon nha. Rồi, tôi sẽ ăn trái Falcon này. Đấy, sau đó nâng cấp này 1039. Đây, tôi sẽ nâng vô fruit nữa nha. Đấy, thì chủ yếu mình xài fruit thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy sức mạnh một phát đi luôn cái con vua khỉ này. Ê, tôi phải biến hình cái đã. Rồi, chiêu ít này, bam. Hả? Yes sir, dễ vãi hò các bạn ơi. Tiếp theo là con boss thứ hai là con Bobby nha anh em. Rồi, ok, quay này. Yes, ra trái gì đây, trái gì đây? Trái nào cũng được các bạn ơi, trái lò xo này. Yeah, ok. Ở siêu 1 thì tôi ra càng trái càng lỏ thì càng sướng nha. Rồi, để xem chỉ số là bao nhiêu. Quan trọng là cái chỉ số này thôi, 2159 này. Cái chỉ số khá là cao đấy. Mẹ, quên mất một điều là tôi sẽ phải mất khá là nhiều Robux để refund điểm này. Ơ không, đâu cần refund đâu, bây giờ mình cộng thêm được mà. Ừ, hợp lý, 1119. Đây, cộng thêm. Hợp lý, nó lại hợp lý. Rồi, con này tôi cho một hit nó đi luôn nè. 321, Eagle, yes. Mẹ, vãi hò, đúng là càng cái điểm chỉ số cao thì chơi cái này càng dễ. Còn tôi sợ nó ra số 10, số 5, số 10, số 1 thì tôi mới sợ, chứ số cao thì không bao giờ thua nha các bạn ơi. Sẽ đến với vòng quay tiếp theo nào. Trái gì đây? Trái gì đây? Là trái trái Phoenix. Yes sir. Ngon rồi. Tiếp tục ta sẽ random cái chỉ số này, 372. Đó, bắt đầu ra cái số nhỏ rồi các bạn ơi, bắt đầu thấy sợ rồi. Ok, trái Phoenix này. Anh nhầm. Đấy, bây giờ mới bắt đầu tốn Robux nè. 372. Ok, nâng vô đây. Rồi. Cái con này phải gọi là nó phế vật vãi hò các bạn ơi nè. Các bạn thấy không? Nó phế vật. Mày, thấy không? Thấy chưa? 382 đam. Hồi máu. Đấy, đặc quyền của trái Phoenix là hồi máu. Cái con này là nó giống như là cái con vua khỉ V2 nhưng mà nó mạnh hơn con vua khỉ một tí à. Cái này không có gì đáng sợ hết trơn á. Nè, đi nè. Đi mày đi. Yes sir. Easy. Ok, vòng quay thứ tư cho Mob Leader. Trái gì đây? Oh my god, trái trọng lực. Ok, được. Mấy cái trái lỏ này ở siêu 1 thì quá là mạnh luôn. Chúng ta sẽ không quên làm cái chỉ số 1240 nha. Rồi, cộng thêm 181 vào nữa. Ok. Với cái chỉ số này nó quá cao quá ơi. Con này tôi đánh cái 1 luôn. Mày, cái 1 luôn này đấy. Dễ như trở bàn tay luôn chứ. Vòng quay thứ 5. Oh shit. Trái ra nhìn các bạn ơi. Nè. Ây da, căng ở đây. Tiếp tục rồi, tôi sẽ random một cái chỉ số luôn nha. Ui, 73 ạ. 73 là yếu lắm luôn á. Thôi chết rồi. Đó, tôi sẽ trang bị trái rồng. Rồi, và chúng ta chỉ có 73 thôi. Trái rồng mạnh như thế này mà nó cho mình có 73 điểm thì làm sao đánh được đây. 500 đam này. Ui nhưng mà được các bạn ơi, tôi thấy nó cũng mạnh đó nha. À, ngon. Ừ, tôi nâng có 73 mà nó cũng ngon được vậy ha. Đúng là trái mạnh có khác các bạn ơi. Dạ, yeah, thì cái trái rồng này, ủa, đâu mất cụ rồi. Ủa, ê, nó rớt xuống dưới kia luôn rồi anh em ơi. Từ, bình tĩnh nào. Cái gì vậy? Cái đéo gì vậy? Trời ơi, lịch chơi. Trời ơi. Rồi, đây, nó văng cụ ra đây luôn. Ê, tôi hết năng lượng luôn. Nhưng mà nó mạnh cái đam to. Ui, lại biến mất đâu. Nó lại văng lên kia nữa rồi. Khó chịu thế nhở, khó chịu vô cùng. Bực thế, tôi kiểu nó hết
Rồi cả nhai một hồi xem oẳng luôn các bạn ơi. Dạ, yeah, vượt qua được cái này. Đó. Tiếp theo, trái ác quỷ gì sẽ đối đầu với cửa xanh tóc đỏ các bạn ơi. Cửa xanh. Ui. Trái quay à. What? Quá cái chữa. Trái quay nó đã giỡn rồi thì cái số này nó phải cao nha anh em. Phải 185. Mấy ơi. 111 điểm này. Đấy. Rồi, tôi không muốn phải kết thúc cái video tại đây đâu, cho nên là làm ơn cho tôi thắng đi, cái con này nó mạnh lắm anh em ơi. Yeah, 16 đam mô mịt chết. Nè, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ làm được. Yes, tôi sẽ làm được. Tôi vũ rằng mình sẽ làm được thôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua được cái cú sốc đầu đời này. Còn tí thôi, còn tí máu thôi. Ráng lên con. Mày. Dạ, còn một tí máu thôi, được. Ôi trời, né này. Chưa được. Còn chưa nữa. Sắp đi. Yeah. Thề các bạn luôn, đánh con này bằng cái trái quay này mệt vãi cả cứt. Vòng quay cho con mất tiếp theo nào. Mẹ. Kiệt sức với con xa bơn các bạn ơi. Ơi, trái gì đây? Ui, Kitsune à. No. Tại sao? Why? Rồi, chúng ta random chỉ số luôn là 2171, vậy thì dễ quá rồi, cao quá rồi. Ok, tôi tích cộng thêm 1986 này. Ok. Với cái trái Kitsune này, tôi nghĩ là chỉ một hit là đi con này thôi. Mà cái trái này quá mạnh rồi. Bùm. Hả? Què vậy anh em, chưa đi được nha. Tôi gáy quá ghê rồi, phải ba nhát đấy. Ui, rớt item lúc này nhưng mà tôi có mất tiêu rồi. Mẹ, chưa bao giờ cái thử thách ở xin một nó dễ như thế này. Random này, random tới cái phần nhà tù thì nó có 3 con boss, cho nên là tôi sẽ xài một trái đánh 3 con luôn. Trái gì đây? Ui, lại trái xịn nữa rồi, là trái lôi nha. Ui, xóa tên đi. Để coi chỉ số là bao nhiêu đó nè. 802. Ngon đấy các bạn ơi, 802 là con số khá là cao nha. 802 này. Đó, mình sẽ có 3 con boss. Bây giờ tôi sẽ một phát cân 3 này. Ê, quên, mình được, đâu có được xài bỏ đấy. Đấy. Ôi, trái lôi nó mạnh lắm các bạn ơi, nó mạnh lắm. Mày vào đây. Trái lôi thì thôi rồi, nó mạnh quá rồi các bạn ơi. Trái lôi này. Ui. Sức mạnh ánh sáng electric blast. Hồi chiêu. Mày. Ui rồi, thằng tiếp theo còn một thằng nữa, thằng áo hồng vào đây, mày vào đây. Mày là tơ V1 mà mày đòi solo với NL à? Nói chung là trái mạnh là một lợi thế, với lại cái chỉ số cao nữa là ok. Còn chúng cái chỉ số mà bằng 10 thì thôi, tôi sẽ oẳng luôn đấy các bạn ơi. À, chưa làm đi luôn nè. Ok, vòng quay cho con báo mắc ma. Trái gì đây? Ui, lại trái xịn nữa rồi. Trái bóng đêm các bạn ơi. Holy shit. Rồi, tiếp tục là 976 nha. Tôi sẽ cộng thêm 173 này. Ở cái con boss này thì nó cũng gọi là phế vật thôi. Cũng phải gọi là phế vật với cái trái này thôi. Một cái trái đỏ các bạn, trái đỏ là trái nào cũng mạnh hết trơn. Mạnh khi đánh boss, còn khi mà BBB thì trái này cũng gọi là lỏ các bạn ơi. Mày đi này, quá dễ. Cái thử thách có thể nào khó hơn được không? Tiếp tục lại là vòng quay. Trái sâu. Ây à, random chỉ số này 529. Một con số không có ấn tượng lắm, nhưng mà trái quỷ xịn thì chung quy là vẫn ngon các bạn ơi. 529. Không, 28 thôi các bạn. Hồi nãy tôi ấy bị hố này. Rồi. Ui, con boss này khá mạnh đấy. Không biết trái này có thể tiêu diệt được không? Nè, tôi nghĩ là được thôi. Với cái trái mạnh như thế này thì con này là tuổi mũi nha. Đấy, nó ra những cái trái lỏ thì tôi mới sợ thôi. Chứ trái mạnh này thì thôi rồi. Các bạn nhìn đam này. Các bạn nhìn đam đi. Ui. Chiêu cuối này mày đi. Yes sir. À, chung quy ở season 1 mình ra khá là nhiều trái xịn, cho nên là qua season 2, season 3 thì mình cũng hơi rén các bạn ơi. Trái tiếp theo ở đảo trên trời nha, để đánh bại hai con boss Viper cũng như là con Thunder God. Ui, lại trái đỏ nữa rồi. Trái độc nha. Bây giờ tôi sẽ random cái chỉ số này, 1662. Đấy,
với cái sức mạnh của trái độc này thì con này cũng chỉ là mũi. Điều lo sợ nhất của tôi là qua Z2 các bạn ơi, thế nào tôi cũng phải dính bẫy một cái trái nào đó siêu lỏ hoặc là cái chỉ số siêu lỏ. Đấy, nhưng mà thôi, tới đâu mưa tới đâu mát mặt tới đó các bạn ơi. Yeah, bây giờ mạnh rồi, bây giờ tôi đang mạnh này đó. Yes. Quá gì? Easy. The God guy. Còn rất là nhiều trái luôn, còn nhiều trái lắm. Ôi, trái gót rồi, hình như trái gót thì các bạn trái gót nha. Sau đó chỉ số là bao nhiêu? 340. Ý con này theo tôi đánh giá là nó cũng gọi là khơ khớ mạnh ở siêu mồ tái. Thế là mình sẽ thử sức nha. Cái trái này thì có hai mạng cho nên là tôi nghĩ là chắc là sẽ đánh bại được thôi. Tôi sẽ làm được thôi. Đó, nhưng để tôi đánh hộ tôi kìa. Ui rồi trái gót. Ok, sắp đi rồi. Mày đi này. Mày đi. Yes. Không ngờ cái trái này nó mạnh quá cái trưởng. Mặc dù cái điểm của tôi nâng nó khá là thấp nha. Thấp so với con này nha. Con boss cuối cùng rồi. Để xem nó ra trái gì ơi. Trái vừa thôi, đừng có xịn quá. Đó, cái khói này, được này. Tiếp tục random 1563. Ok, giờ móc chan đối đầu với sai móc chan. Vô đây mày, vô. Ấu các bạn ơi, ấu. Đấy. Mày thấy cái sức mạnh của khói chưa? Ui, chưa bay thì cũng gây ra em này. Yes sir. Chiêu này là mày đi nè. Đó, ngon. Dễ. Bây giờ tôi sẽ sang C2 nha. Vòng quay cho con mod đầu tiên. Diamond ở C2 nào. Đó, à, khởi đầu bùng nổ với trái kim cương. À, một cái lỗ vãi cực à. Rồi, đến chỉ số này bao nhiêu đây? 2030, ngon. Đây rồi, chỉ số 2030 nha. À, nhào vô. Ui, chiêu Z này là biến thành kim cương này. Đó, sau đó mình sẽ đánh bằng những chiêu khác. Ok, rồi. Được. Ok, nó sắp ổn rồi. Chỉ cần một chiêu của tôi nữa thôi. Chưa, còn tí máu. Còn một tí máu này. Yes. Quay tiếp nào. Cái gì tiếp theo đây? Rocket. No, trái cát. Được. Chỉ số này. Ui, chỉ số chỉ thay đổi một tí thôi. 1577 nha. Chỉ số đã đúng. Bây giờ tôi sẽ vào thực chiến với con này luôn. Này. Ơi, tôi cảm thấy tôi đi được khá xa rồi các bạn ơi. Qua C2 thấy tôi đi được xa, tôi nghĩ là C1 tôi ổn mẹ luôn đó. Nó random ra cái số chỉ số là 1 chắc tôi ổn cụ luôn ấy. Nhưng mà hên quá là tôi vẫn chưa bị dính cái số 1 bao giờ hết. Này là vẫn chưa bị mất trái Kitsu nè. Mày đi này. Yes, chưa đi luôn. Chiêu này mới đi này. Tiếp theo là con boss Fajita này. Xem trái gì đây, trái gì đây, còn nhiều trái vãi trưởng luôn. Ôi, trái lớp rồi các bạn, trái lớp nha. Một trái siêu mạnh thì chỉ số là 2249. Ôi, nãy giờ tôi còn ghi lộn số các bạn ơi, 2250. Bảo sao nãy giờ nó không nó ra mở số gần mắt cái số tôi ghi luôn. Bây giờ tôi sửa lại 2550 nha. Mé tôi nãy tôi ghi nhầm. Trời ơi. Ok, được rồi, let's go. Random ra một số nào đó ít hơn tí được không? Cho nó hạt con tí được không? Chứ nó quá là ao trình với con boss luôn á. Mày đi. Mọi chưa bao giờ dễ như bây giờ. Dance One của chúng ta sẽ sử dụng trái gì đây? Rồi, xong trái bong luôn. Hết chết rồi. Có bao nhiêu? 1529. Ok, vào việc thôi. Một con boss cũng gọi là cũng khớ khớ mạnh nữa các bạn ơi. Trái bom, yes. Tôi không có phải thua ngay tại đây đâu. No, mới ở C2 mà. Ít nhất phải cho tôi qua C3 chứ. Yes. Mày ngon à. Thua thế đéo nào được. Mày dính chiêu chưa? Ây à, mình có vẻ như xem thường trái bom quá. Thật ra nó cũng gọi là ok đi, nó lại hồi máu kìa. Con này có hai mạng các bạn ơi. Ui. Chiêu gì mạnh vậy anh em? Nó là một phát mình gần hết mỡ máu luôn. Bào máu kinh đó nhờ, không lẽ mình thua. À! No. Thua thế đéo nào được. Ui, các bạn ơi. Tôi không ngờ luôn ấy. Mà thôi xong rồi. Yeah.
dù gì cũng thất bại rồi các bạn ơi. Má không ngờ là tôi sẽ di dừng chân sớm tới với bạn, mới ở C2 thôi, con bóp thứ tư ở C2 thôi mà tôi đã thất bại rồi. Và như đã hứa thì thất bại thì phải móc trái Kitsune vĩnh viễn các bạn ạ. Thì các bạn hãy nhớ bình luận tên của mình xuống phía dưới phần comment nha. Thì tôi sẽ give away trái Kitsune cho các bạn. Ok, thì cái thử thách của tôi cũng đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích video này cũng như những cái chủ đề về cách thử thách bản thân như thế này, các bạn hãy để cho lại mình một like cũng như đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ là ghé shop tôi sắm con nặc nha.